Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi lịch sử lớp 7, trang 35-38. Chương 2, nước Đại Việt thời Lý, thế kỷ 11-12. Bài 10, nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Một nhỏ sự thành lập nhà Lý. Năm 1005, Lê Hoàng mất, Lê Long Đỉnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và các đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Câm Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, nhà Lý thành lập. Lý Công Uẩn là người Châu cổ Pháp từ Sơn Bắc Ninh, thuở nhỏ đã làm con nuôi nhà sư Lý Khánh Vân. Theo học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh, sau đó làm quan cho nhà Lê, giữ đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, chỉ huy cấm quân ở Kinh Đô Hoa Lư. Ông là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng. Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô về Đại La, nay là Hà Nội, đổi tên thành là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên. Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, tức Cao Viền, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa, nam bắc, đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng và bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ, thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp đất Việt đó là nơi, thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Rồi sau đây chúng ta sẽ có câu hỏi, đó là tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long? Thì nhà Lý dời đô về Thăng Long là vì kinh đô Hoa Lư với cái địa thế hiểm trở, thích hợp trong cái thời chiến và khi thế lực quốc gia còn yếu. Nay thì khi đất nước đã thái bình thì yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn một nơi có địa thế thích hợp để làm căn cứ đóng đô, ổn định về chính trị và làm cơ sở để phát triển kinh tế, đưa đất nước đi lên. Thăng Long là nơi có vị trí thích hợp nhất, xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Vì vậy mà năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Đại La, nay là Hà Nội, đổi tên thành Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên. Thời Lý thì kinh thành Thăng Long đã dần dần trở thành đô thị phồn thịnh. Kinh thành Thăng Long được bao bọc bởi một vòng thành ngoài cùng gọi là La Thành hay thành Đại La. Có thể nói vào thế kỷ 11 thì Thăng Long vừa là kinh đô của nước Đại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong khu vực và trên thế giới lúc bấy giờ. Vòng thành được đắp từ năm 1010, lúc đầu thành được đắp bằng đất, phía ngoài đào hào, mở bốn cửa về bốn phía, đông, tây, nam, bắc. Từ thời Lý Thái Tổ thì vòng thành này đã được gọi là Long Thành hay Hoàng Thành. Khu vực Hoàng Thành có vị trí rất quan trọng đối với toàn bộ kinh đô và cả nước. Có nhiều cung điện làm nơi ở, nơi làm việc của vua quan, quý tộc triều đình. Các cung điện thời Lý thì đều được làm bằng gỗ, lợp ngói ống, có đầu viết ngói hình rồng, hình phượng, hình hoa sen, tạo thành một dìm mái mỹ lệ trước lầu rồng, gác phượng. Ngoài một số cung điện thì còn có lầu gác 2-3 tầng, từ xa đã thấy cung điện vua ngự cao đến 4 tầng. Bên trong hoàng thành thì có một khu vực được bảo vệ đặc biệt gọi là cấm thành. Đây là nơi dành cho vua, hoàng hậu và các cung tần mỹ nữ ở. Xung quanh thì có vườn, hoa, cây trái và một số ao hồ, có cầu bắc qua làm nơi dạo chơi ngoạn cảnh. Phía ngoài hoàng thành thì có khu dân cư với hệ thống chợ bến, phường phố công thương nghiệp và những xóm trại nông nghiệp. Nhà Lý còn cho xây dựng nhiều công trình khác, có cả cung cho hoàng thái tử ở ngoài hoàng thành. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt,
Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ mọi quyền hành. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối. Các chức vụ quan trọng nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ. Giúp vua lo việc, nước thì có các đại thần, các quan văn võ. Dân ai có gì oan ức thì đánh chuông, đặt ở trước điện Long Trì, xin vua xét xử. Rồi chúng ta cũng có một câu hỏi nữa là tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Nhà Lý giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ là vì nhà Lý muốn tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của dòng họ mình. Nền giáo dục nho học thời kỳ này thì chưa phát triển, việc tuyển chọn quan lại thì chủ yếu bằng hình thức là tiến cử và tập ấp. Thì ở các địa phương, nhà Lý đã chia cả nước thành 24 lộ phủ, đặt các chức tri phủ chi châu giao cho con cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản dưới lộ phủ là huyện, hương và xã. Thì em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý. Thì đầu tiên là vua, dưới vua thì có trung ương và địa phương. Trung ương thì có đại thần, dưới đại thần là quan văn và văn võ. Địa phương thì có dưới địa phương là lộ, phủ, huyện, hương và xã. Hai nhỏ luật pháp và quân đội. Năm 1042, nhà Lý ban hành Bộ Luật Hình Thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, nhưng hiện nay không còn nữa. Trước kia về kiện tụng trong nước, phiền nhiễu quan lại giữ luật pháp, câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có nhiều người bị oan uổng quá đáng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư sang định luật lệnh, chăm chước cho thích dụng với thời thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách hình thư của một triều đại để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện, đại việc sử ký toàn thư. Thì từ cái nhận xét trên, em hãy nêu sự cần thiết và cái tác dụng của bộ luật hình thư thời Lý. Thì luật hình thư là một bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam. Sự cần thiết thì trước kia cái việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu quan lại thì giữ luật pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí nhiều người bị oan uổng quá đáng. Vì vậy mà việc cho ra đời một bộ luật với những cái quy định rõ ràng làm căn cứ cho việc xét xử là thật sự cần thiết. Cái tác dụng thì ở đây, tác dụng của bộ luật hình thư ra đời đã thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó. Thì pháp luật đặt ra những cái nội dung, quy định bảo vệ nhà vua và giai cấp thống trị, có cách xử phạt riêng đối với những người phạm tội, bảo vệ và xét xử công bằng đối với nhân dân, cải thiện đời sống cho nhân dân, đất nước được yên bình ổn định. Theo sử cũ thì luật pháp thời Lý quy định chặt chẽ về việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt rất là nghiêm khắc. Quân đội thời Lý thì gồm có hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương. Cấm quân thì là tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước, bảo vệ vua và kinh thành. Còn quân địa phương thì tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các làng xã đến tuổi thành đinh là tuổi 18, canh phòng ở các lộ phủ. Hàng năm thì chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh thì sẽ tham gia chiến đấu. Nhà Lý thì thi hành chính sách là ngụ binh ư nông, là gửi binh ở nhà nông cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng ký tên vào sổ, nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần thì triều đình sẽ điều động. Quân đội nhà Lý thì có quân bộ và quân thủy, kỷ luật nghiêm minh, được huấn luyện chu đáo. Vũ khí thì trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá, v.v.
Câu hỏi: quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý? Đầu tiên chúng ta sẽ nêu cái tổ chức. Thì quân đội thời Lý thì gồm có hai bộ phận, đó là cấm quân và quân địa phương. Về cấm quân thì tuyển chọn những cái thanh niên khỏe mạnh trong cả nước để cứ hoạt động là bảo vệ vua và kinh thành. Còn quân địa phương tuyển chọn trong cái số những thanh niên trai tráng ở các làng xã đến tuổi thành đinh là tuổi 18. Cái hoạt động đó là canh phòng ở các lộ phủ hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh thì sẽ tham gia chiến đấu. Thi hành chính sách ngụ binh ư nông là gửi binh ở nhà nông cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng ký tên vào sổ, nhưng vẫn ở nhà sản xuất và khi cần thì triều đình sẽ điều động. Thì quân đội nhà Lý có quân bộ và quân thủy kỷ luật nghiêm minh và được huấn luyện chu đáo. Vũ khí trang bị cho quân đội thì gồm là giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá, vân vân. Về phần nhận xét thì quân đội nhà Lý thì được tổ chức quy củ chặt chẽ và khá hùng mạnh. Chính sách ngụ binh ư nông là một chính sách sáng tạo và phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Nhà Lý thì còn gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi. Nếu người nào mà có ý định tách khỏi Đại Việt thì nhà Lý sẽ kiên quyết trấn áp. Đối với nhà Tống thì Lý Công Uẩn đã giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân ở hai biên giới có thể qua lại buôn bán. Để ổn định biên giới phía Nam thì nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Champa do nhà Tống xúi giục. Sau đó quan hệ Đại Việt Champa đã trở lại bình thường. Rồi em hãy nêu cái em nghĩ gì về cái chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng. Đầu tiên chúng ta sẽ nêu cái chủ trương của nhà Lý. Thì đối với các tù trưởng dân tộc miền núi thì nhà Lý đã gả các công chúa và ban các chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi. Tuy nhiên bất kỳ ai mà có ý định tách khỏi Đại Việt thì nhà Lý sẽ kiên quyết trấn áp. Đối với các nước láng giềng thì đối với nhà Tống, Lý Công Uẩn đã giữ cái quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán trao đổi. Đối với Champa thì nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Champa do nhà Tống xúi giục. Sau đó thì quan hệ Đại Việt Champa đã trở lại bình thường. Về phần nhận xét thì sau khi mà cái chính sách của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi thì đã cho thấy cái chủ trương củng cố và khối đoàn kết dân tộc. Đây là cái cội nguồn sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sách của nhà Lý thì đối với các nước láng giềng đều luôn tuân thủ nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Và nếu nguyên tắc đó bị vi phạm thì sẽ kiên quyết đòi lại. Rồi tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ qua cái phần câu hỏi của bài. Câu 1. Nhà Lý được thành lập như thế nào? Năm 1005, Lê Hoàng mất, Lê Long Đỉnh lên ngôi vua. Là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn. Cuối năm 1009 thì Lê Long Đỉnh qua đời. Các tăng sư và đại thần đứng đầu là Sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập. Rồi tiếp theo câu 2, nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao? Đầu tiên là tổ chức chính quyền trung ương, vua là người đứng đầu nhà nước nắm mọi quyền hành. Với các chức vụ quan trọng thì nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ. Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các văn quan, văn võ. Về tổ chức chính quyền địa phương thì chia cả nước thành 24 lộ phủ. Ở miền núi gọi là châu, đặt các chức tri phủ tri châu.
Dưới Lộ phủ là huyện, hương và xã. Tiếp theo, ba nhỏ, nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất? Thì để củng cố quốc gia thống nhất, nhà Lý đã tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương chặt chẽ, ban hành luật, hình thư, củng cố và xây dựng quân đội vững mạnh, thi hành các chính sách mềm dẻo, linh hoạt đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng. Thì như vậy đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi lịch sử lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.